Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu bài học Số phận con người. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung. Một nhỏ tìm hiểu chung về tác giả. Tác giả là Solokhov, ông sinh năm 1905, mất năm 1984. Ông sinh ra tại một thị trấn của vùng Sông Đông. Và ông được coi là nhà văn Xô Viết lỗi lạc. Ông đã tham gia cách mạng từ khá sớm. Sau đấy thì ông từng làm rất nhiều nghề để kiếm sống và luôn luôn tự học. Chính vì việc ông đã làm nhiều nghề và tự học này nên ông có một vốn kiến thức am hiểu rộng, đồng thời ông thấu hiểu về cuộc sống của người lính sau chiến tranh. Ông đã vinh dự được nhận giải thưởng Nobel về văn học năm 1965. Ông đã để lại nhiều tác phẩm tiêu biểu, ví dụ Sông Đông êm đềm, tác phẩm Đất vỡ hoang, tác phẩm Chuyện Sông Đông, tác phẩm Số phận con người, tác phẩm Họ chiến đấu vì Tổ quốc. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chung về truyện ngắn Số phận con người. Truyện đã được đăng trên hai số báo Sự thật ngày 31 tháng 12 năm 1956 và ngày 1 tháng 1 năm 1957 tại Moscow. Truyện gồm phần mở đầu, phần kết thúc và 3 chương. Số phận con người là một truyện ngắn giàu chất bi tráng và anh hùng ca. Nó thấm đẫm cả tư tưởng nhân văn nên đã trở thành những tác phẩm văn học đặc sắc về chiến tranh. Đoạn trích mà chúng ta tìm hiểu hôm nay sẽ là nằm ở phần cuối của truyện. Để tìm hiểu được đoạn trích này, chúng ta sẽ đi tóm tắt toàn bộ cốt truyện. Đầu tiên, phần mở đầu. Truyện ngắn Sông Đông êm đềm được bắt đầu với sự kiện xảy ra vào mùa xuân năm 1946 trên đường đi công tác. Solokhov đã gặp anh lái xe Andrei và gặp cả bé Valia trên bến đò nữa. Nhân dịp này thì Sokolov đã kể cho tác giả nghe về cuộc đời của mình. Cuộc đời ấy diễn ra thế nào? Nó bắt đầu từ chương 1. Sokolov đã kể về tiểu sử của mình từ những năm trai trẻ đến thời kỳ chiến tranh vệ quốc bắt đầu. Lúc đó thì anh đã tham gia Hồng quân. Năm 1922, cả nhà anh chết đói, chỉ mình anh đi làm thêm cho Gulag nên sống sót. Sokolov làm nghề mộc, nghề nguội rồi lấy vợ, dần dần xây dựng được một gia đình hạnh phúc, có nhà cửa, vợ hiền và ba con. Tuy nhiên thì cuộc đời anh không chỉ xảy ra đến như vậy. Hạnh phúc không chỉ bình yên dưới một mái nhà. Khi chiến tranh bùng nổ, Sokolov đã từ giã vợ con ra mặt trận. Anh bị phát xít bắt làm tù binh, phải chịu đựng bao sự tra tấn hành hạ dã man của kẻ thù. Sokolov đã chạy trốn khỏi trại tù, trở về với Hồng quân. Về đơn vị được ít lâu, anh nhận được tin đau đớn. Một trái bom của máy bay phát xít đã chôn vùi ngôi nhà cùng với vợ và hai con gái của anh. Tiếp theo, chúng ta đến với chương 3. Tuy nhiên, có một hy vọng mới sưởi ấm trong tâm hồn giá lạnh của Sokolov. Anh nhận được thư của người con trai lớn, nay đã là đại úy pháo binh. Tuy nhiên, khi chiến tranh sắp kết thúc, tiến quân gần đến Berlin, anh nhận được tin con trai báo cho biết cũng đang tiến về Berlin. Sokolov chờ đợi giờ phút bố con gặp nhau, nhưng anh đã được gọi đến để nhìn mặt con lần cuối cùng. Con trai anh đã tử trận vào đúng ngày mồng 9 tháng 5, ngày chiến thắng. Phần kết của tác phẩm lại làm cho chúng ta bất ngờ. Khi rời quân ngũ, anh về ở nhà một người bạn làm lái xe. Lúc bấy giờ, anh rơi vào một hoàn cảnh vô cùng cô đơn, khó khăn. Nhưng anh bất ngờ gặp chú bé Valia, một chú bé mồ côi.
anh đã nhận làm bố đứa bé, chăm sóc vô cùng tận tình chu đáo. Tuy nhiên, thì cuộc đời anh thật sóng gió. Sau khi gây ra tai nạn, bị thu bằng lái xe, anh đã cùng Valia rời nhà người bạn, tìm đến một vùng đất mới. Như vậy thì ta thấy là hình tượng trung tâm trong tác phẩm này chính là nhân vật Andrei Sokolov. Nhân vật này hiện lên với một cuộc đời đau khổ bất hạnh. Trong chiến tranh, anh đã tham gia nhập ngũ, bị thương, bị đày đọa trong trại tập trung của phát xít. Khi thoát được về với Hồng quân thì anh lại nhận được tin vợ và hai con gái đã bị bom giặc sát hại. Ngay cả người con trai duy nhất của anh cũng đã nhập ngũ, đang cùng anh tiến về Berlin. Thế nhưng đến giờ phút cuối cùng chiến thắng thì con trai anh bị kẻ thù bắn chết. Niềm hy vọng cuối cùng của Sokolov đã tan vỡ. Kết thúc chiến tranh, anh phải sống trong cô đơn, đau khổ, lo kiếm kế sinh nhai trong đời thường. Và xung quanh anh không biết bao nhiêu chuyện eo xèo, chua chát, phải phiêu bạt rất nhiều nơi. Lúc bấy giờ sức khỏe của anh lại càng giảm sút. Anh cảm thấy trái tim đã chai sạn vì đau khổ, vẫn không thốt ra được một lời than vãn, không suy sụp tinh thần. Rõ ràng ta thấy ở trong con người Sokolov là một con người đau khổ đến tận cùng, song luôn luôn kiên cường, đầy nghị lực. Đặc biệt ở anh có một lọ tấm lòng nhân hậu thắm thiết. Andrei đã gặp bé Valia, và sau đấy, dù là những người xa lạ, thế nhưng mà anh đã nhận là bố nuôi của Valia. Anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho bé. Không những thế, anh còn chăm sóc, yêu thương, chu đáo chú bé như là đứa con của mình. Hai trái tim cô đơn giờ đã gặp nhau, hình thành một nguồn vui sống mới. Đó là sự bù đắp cho nhân vật của chúng ta sau những chuỗi ngày đau khổ. Khi ở bên bé Valia, Sokolov đã âm thầm chịu đựng mọi đau khổ, tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài vì sợ bé Valia phải đau buồn. Như vậy, ở hình ảnh của Sokolov, ta thấy bừng sáng lên hai phẩm chất Nga đáng quý, đó là kiên cường và nhân hậu. Chính tấm lòng nhân ái, hào hiệp, vị tha và sức mạnh lòng nhân ái của con người Nga đã giúp Andrei vượt lên trên số phận đau khổ của mình. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về hình ảnh bé Valia. Valia cũng là một nạn nhân của chiến tranh, cha mẹ bị chết hết trong chiến tranh, cậu bé hoàn toàn đơn độc và bất hạnh. Nhưng may sao đã được Sokolov nhận làm con nuôi. Khi Sokolov nhận mình là cha, bé Valia thật sung sướng, niềm hạnh phúc lớn lao. Và bé cũng không thể biết rằng chính bé chính là động lực, là nguồn vui sống cho Sokolov vượt lên trên những khó khăn. Hai con người đã nương tựa vào nhau. Hình ảnh thật là đẹp. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ đoạn trích. Từ đây chúng ta sẽ đến phần tổng kết. Đầu tiên là về nội dung. Chúng ta thấy tác phẩm đã thể hiện vẻ đẹp của tính cách Nga và ý nghĩa của hình tượng Andrei Sokolov trong khát vọng vươn lên làm chủ số phận của mình. Về mặt nghệ thuật, chúng ta thấy tác phẩm này cũng như là phần đoạn trích có kiểu kể chuyện lồng trong chuyện, mang tính chân thực cao, tạo ra một phương thức miêu tả lịch sử mới, lịch sử trong mối liên hệ mật thiết với số phận cá nhân của mỗi con người. Từ đó thì chúng ta suy nghĩ một câu hỏi qua nhân vật Andrei Sokolov và tác phẩm Số phận con người. Sokolov muốn nói gì với bạn đọc? Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ câu hỏi này nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu toàn bộ đoạn trích Số phận con người cũng như là tìm hiểu tác phẩm truyện ngắn Số phận con người của Sokolov. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo cùng các em.